Chương trình hôm nay gồm có Nga chịu cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV cảm tử vào lãnh thổ Sát thủ khắc chế Mars bị HIMARS phá hủy Lính Nga ở Ukraine dọa đào ngũ vì bãi rác ở quê nhà Nga sắp công bố lãnh đạo mới của tập đoàn Wagner Ấn Độ chuẩn bị phóng tàu vũ trụ lên mặt trời Trung Quốc khuyến khích người dân về nông thôn Hàm lượng phóng xạ nhà máy Trung Quốc gấp 7 lần Nhật Bản. Iran sa thải 10 giáo sư ủng hộ các cuộc biểu tình. Trung Quốc yêu cầu anh trả lại hiện vật bị đánh cắp. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Kính chào quý khán thính giả quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm nóng của kênh 60 giây tình hoa vào tối thứ tư ngày 30 tháng 8. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng UAV cảm tử lớn nhất vào Liên bang Nga đã xảy ra vào đêm 29, dạng sáng ngày 30 tháng 8. Vụ tấn công nhằm vào khu vực miền Trung và miền Tây Nam của nước Nga. Theo như các phản hồi thường thấy, quân đội Nga đã báo cáo đẩy lùi thành công cuộc tấn công. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn sự tàn phá đã được các nhân chứng ghi lại ở trên các video. Mục tiêu chính của các UAV cảm tử đã tấn công vào thành phố Peskov là phi trường tại địa phương này, nơi này đã được cả hàng không dân dụng và các phi cơ quân sự sử dụng. Bộ Quốc phòng tại sân bay Peskov đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV cảm tử. Cá nhân tôi đã có mặt tại hiện trường kể từ khi vụ việc được bắt đầu. Theo thông tin sơ bộ, không có bất cứ nạn nhân nào nhưng các mức độ tàn phá đang được các đơn vị chức năng làm rõ. Thống đốc của vùng Peskov của Nga là ông Mikhailo Verdenikov cho biết. Sau đó, thông tin sơ bộ cho thấy có bốn phi cơ vận tải loại IL-76 đã bị hư hại do cuộc tấn công. Hình ảnh vệ tinh chụp sân bay cho thấy các phi cơ trước đây đã được bố trí chặt chẽ và không có nơi trú ẩn, nên có khả năng tổn thất về thiết bị có thể lớn hơn cho dù chưa có báo cáo rõ ràng. Các kênh Telegram của địa phương đã cho rằng ít nhất có 10 UAV cảm tử đã tấn công vào phi trường Peskov. Ngay sau khi cuộc tấn công xung quanh phi trường, kế hoạch Edelweiss đã được đưa ra bao gồm việc tập hợp nhân sự của Bộ Nội vụ Nga. Quân đội Nga đã phản ứng bằng cách đưa những chiếc phi cơ vận tải còn chưa bị ảnh hưởng ra khỏi phi trường. Ít nhất có 5 phi cơ vận tải đã rời phi trường ngay trong đêm. Astra đã viết rằng đám cháy cũng bắt đầu ở khu vực của đơn vị quân đội 64044. Đây là địa điểm của lữ đoàn lực lượng đặc biệt GAU số 2 Ở Promyshynitsia Đơn vị tham gia cuộc xâm lược Ukraine Tại khu vực Bryansk Người dân cũng báo cáo về các vụ nổ Ở trung tâm khu vực và các vùng ngoại ô Theo một số nguồn tin Các UAV cảm tử đã cố gắng tấn công vào kho dầu Ruzhba Ngoài ra, nhà máy Kremlin-EL Cũng nằm trong danh sách các doanh nghiệp Vi điện tử lớn nhất của Nga Cũng bị tấn công Người ta cho rằng đã xảy ra hỏa hoạn Tại doanh nghiệp và có một sự tàn phá nhất định. Vào sáng sớm, vụ đánh chặn một UAV cảm tử cũng đã được công bố ở quận Rus của khu vực Moscow. Thị trường của Moscow, ông Sobyanin cho biết, một cuộc tấn công hàng loạt bằng UAV cảm tử đã được thực hiện ở quận Liên bang Trung tâm. Một trong những chiếc UAV hướng tới Moscow đã bị lực lượng phòng không ở quận Rus tiêu diệt, không có thương vong hay thiệt hại gì. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, hệ thống pháo phóng loạt chính xác HIMARS của Ukraine tấn công hệ thống R-330ZH Zitel IW của Nga ẩn dưới tán cây và phá hủy hệ thống tác chiến điện tử này bằng duy nhất một cú bắn chính xác UAV trinh sát của Ukraine đã theo đuôi một chiếc xe tải quân sự và phát hiện chiếc xe tiếp cận với hệ thống R-330ZH Zitel được ngụy trang rất kỹ tọa độ đã được báo về cho HIMARS và chỉ sau 5 phút toàn bộ hệ thống phá nhiễu của Nga đã bị nổ tung đây là một vũ khí rất có giá trị của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, đã từng cho biết, Nga đã tìm ra cách đánh chặn các loại pháo dẫn đường bằng GPS bao gồm rocket của hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất. Chuyên gia Thomas Withington của Russia cho biết, r 330 zh là tổ hợp tác chiến điện tử di động đặt trên xe tải của Nga, được thiết kế chuyên làm gián đoạn tín hiệu GPS và kết nối vệ tinh trong giải tần số từ 100 MHz đến 2 GHz. Theo đài RT của Nga, Bộ Quốc phòng của Nga cho biết đã phá hủy hàng chục hệ thống HIMARS bằng UAV cảm tử và hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, những thông tin này đều bị Kyiv và Washington bác bỏ. Thưa quý vị, một nhóm binh sĩ của Nga đang chiến đấu tại Ukraine đã đe dọa sẽ rơi bỏ vị trí của họ trừ khi một bãi rác nguy hiểm ở khu vực quê hương của họ ở miền nam nước Nga bị đóng cửa. Trong video gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Văn phòng Công tố Nga và Ủy ban điều tra, bảy người đàn ông mặc quân phục đã kêu gọi chính quyền ngừng gửi rác thải đến bãi rác ở thị trấn Poltavskaya, nằm trong vùng Krasnodar. Một người lính trong video nói, tất cả chất độc thấm từ bãi rác vào đường ngầm và các con sông đã chảy vào thị trấn của chúng tôi chúng tôi yêu cầu ngừng vận chuyển rác từ các vùng khác đến đó ông tiếp tục hầu hết mọi gia đình đều có người mắc bệnh ung thư và ông nói thêm rằng nếu các ông không giải quyết được vấn đề này chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà và gia nhập hàng ngũ của những người mong muốn đóng cửa bãi rác này những người mong ước về một tương lai khỏe mạnh cho con cháu của mình đáp lại địa chỉ video này văn phòng công tố địa phương vào hôm thứ hai hứa sẽ điều tra các báo cáo về sự gia tăng các trường hợp ung thư ở các khu vực xung quanh bãi rác. Thưa quý vị, theo nguồn tin này, lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner của ông Evgeny Prigozhin được cho là đã phát triển các thuật toán hành động cho Tập đoàn Quân sự trong nhiều tình huống khác nhau. Trong các tình huống, thuật toán cũng đưa ra một khả năng là loại bỏ toàn bộ những người đứng đầu tập đoàn, bao gồm cả Evgeny Prigozhin, Dmitry Utkin và Valery Chekalov theo thuật toán này, sau khi xác nhận cái chết của các lãnh đạo Wagner thì thuật toán sẽ đưa ra người trở thành chỉ huy của tập đoàn với biệt danh là Lotus. Nếu thông tin này là chính xác, dự kiến Lotus sẽ có thể chính thức nhận chức ngay sau tang lễ của ông Prigozhin. Cũng theo nguồn tin trên, phần lớn chiến binh Wagner đã rời Belarus và có kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần, sau đó một phần lực lượng sẽ tới hoạt động tại châu Phi. Ông Anton Yalyarov, 42 tuổi, người được biết đến với biệt danh là Lotus, từng là chỉ huy cấp cao và là một trong những nhân vật chủ chốt thuộc cơ cấu của Wagner. Trước khi gia nhập tập đoàn lính đánh thuê này vào năm 2016, ông Yelizarov đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang của Nga. Từ năm 2022, ông đã tham gia xâm lược Ukraine và đích thân chỉ huy lực lượng tác chiến của Wagner tấn công và kiểm soát thành phố Soledad. Ngoài ra, ông cũng chịu trách nhiệm công tác chiến đấu và huấn luyện các chiến binh Wagner. Trước đó, ông từng tham gia các hoạt động quân sự tại Syria, Cộng hòa Trung Phi và Libya với tư cách là chỉ huy thuộc Wagner. Thưa quý vị, cơ quan vũ trụ là ISRO của Ấn Độ mới đây đã chuẩn bị phóng một vệ tinh mới trong tuần này nhằm mục đích nghiên cứu mặt trời, chỉ vài ngày sau khi nước này hạ cánh thành công tàu vũ trụ lên mặt trăng. Sứ mệnh đầy tham vọng của đất nước là hạ cánh tàu vũ trụ lên cực nam của mặt trăng đã trở thành một kỳ tích mà không quốc gia nào đạt được giờ đây sẽ được tiếp nối bằng việc phóng vệ tinh có tên là Aditya L1. Lễ phóng Aditya L1, đài quan sát không gian đầu tiên của Ấn Độ để nghiên cứu mặt trời, dự kiến sẽ vào ngày 2 tháng 9. ISRO đăng trên mạng xã hội X về thông tin này. Adita có nghĩa là mặt trời trong tiếng Hindi. ISRO hy vọng lần đầu tiên có thể quan sát hoạt động của ngôi sao gần trái đất nhất từ không gian và quan sát ảnh hưởng của nó đối với các hiện tượng thời tiết không gian như bão mặt trời trong thời gian thực. Do các bức xạ khác nhau của mặt trời không tới được bề mặt của trái đất, nên các thiết bị trên hành tinh không thể phát hiện ra bức xạ và các nghiên cứu về mặt trời đã dựa trên những bức xạ này không thể thực hiện được. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết tàu thăm dò mới có thể thực hiện quan sát các bức xạ mặt trời này từ bên ngoài bầu khí quyển trái đất, từ không gian. Cơ quan Ấn Độ đã hy vọng sẽ đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo quần sáng ở khu vực được gọi là điểm Lagrange, là L1, nằm cách trái đất khoảng 1,5 triệu km để có được tầm nhìn liên tục và rõ ràng về phía mặt trời. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, chính sở ban ngành, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, đã cùng nhau ban hành văn bản hướng dẫn người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội trở về quê hương định cư cũng như quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo một số nhà bình luận cho rằng động thái này giống như sự tái xuất hiện của phong trào gửi về quê của cách mạng văn hóa chính cơ quan dẫn lời ông tập cho rằng cần hoài niệm và quay về quá khứ nâng cao ý thức bản sắc trách nhiệm và hướng dẫn người dân mọi tầng lớp xã hội đều tự nguyện xây dựng quê hương hoạt động này khuyến khích sinh viên đại học và doanh nhân về nông thôn đồng thời thúc đẩy việc đưa nhân tài vốn và công nghệ về nông thôn Song Yongyi, một chuyên gia nghiên cứu về cách mạng văn hóa và là giáo sư danh dự tại Đại học bang California, cho rằng, hồi năm 1959, phong trào đại nhảy vọt sụp đổ, không có lương thực để ăn, gánh nặng cho nhà nước ở các thành phố rất nặng nề. Chính phủ đã thuyết phục và buộc người dân phải về nông thôn. Song Yongyi cho biết, đây là lần thứ ba trong lịch sử Trung Quốc hiện đại chính phủ phát động chiến dịch về nông thôn. Điều này khiến cho ông hoài nghi về mức độ thành công của nó. Thưa quý vị, nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản bắt đầu xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý vào ngày 24 tháng 8. Các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông đồng loạt lên án và đã có rất nhiều cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở Trung Quốc và Hồng Kông. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Hà Lương Mậu cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ qua các báo cáo chuyên môn của IAEA và thổi phòng việc xử lý nước thải hạt nhân của Nhật Bản. Ông Hà Lương Mậu nhấn mạnh, thực ra các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc xả thải ra biển liên tục trong nhiều năm qua, lại có hàm lượng tritium cao hơn Fukushima gấp 7 lần. Lý Kiếm Mang, một chuyên gia năng lượng hạt nhân Trung Quốc đã viết trên Weibo vào tối ngày 24, nói rằng ông đã làm việc tại Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc trong 8 năm và 5 năm tại Bộ Năng lượng Hạt nhân của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Hà Lan. Ông Lý nói, bạn không cần phải tin tưởng người Nhật, bạn chỉ cần tin tưởng IAEA. Ông kêu gọi những người lo lắng có thể tự mình kiểm tra trang web chính thức. Bài viết của ông Lý Kiếm Mang vừa được đăng tải đã bị chính thức phong tỏa ngay sau đó. Tất cả các câu trả lời trên Zihu rằng lượng khí thải treaty của Trung Quốc gấp nhiều lần của Nhật Bản cũng đã bị xóa. Thưa quý vị, chính quyền Iran đã sa thải ít nhất 10 giáo sư đại học từng ủng hộ các cuộc biểu tình vào tháng 9 năm ngoái sau cái chết của cô Masha Amini. Chỉ vài tuần trước ngày giỗ của cô, các báo cáo trên mạng xã hội cho thấy Hamide Kademi và Amine Ali, hai giáo sư từ Đại học Alameh ở Tehran, đã bị sa thải qua một cuộc điện thoại. Trong khi Hội đồng Hội sinh viên Iran đưa tin về việc sa thải 7 giáo sư khỏi trường khoa văn học tại Đại học Tehran, các trường đại học và sinh viên từ lâu đã đi đầu trong cuộc đấu tranh giành quyền tự do chính trị và xã hội lớn hơn ở Iran. Cái chết của cô Amini khi bị giam giữ vì cáo buộc vi phạm quy định về khăn trùm đầu vào tháng 9 năm ngoái, một lần nữa khiến cho các trường đại học trở thành điểm nóng của những người bất đồng chính kiến. Vào ngày 26 tháng 8, Ali Sharifi Jaji, giảng viên khoa kỹ thuật máy tính của Đại học Sharif ở Tehran, đã thông báo trên tài khoản Twitter của mình rằng ông đã nhận được thư sa thải từ trường đại học. Trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc gần đây, Jaji liên tục ủng hộ các sinh viên và có lúc tuyên bố rằng ông sẽ đình chỉ các lớp học của mình cho đến khi tất cả sinh viên bị giam giữ tại Đại học Sharif được trả tự do. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đã kêu gọi Bảo tàng Anh trả lại các hiện vật bị đánh cắp trước chuyến thăm hiếm hoi của Ngoại trưởng Anh. Tờ Global Times tuyên bố chỉ hai ngày trước khi Ngoại trưởng James Cleverly dự kiến đến Bắc Kinh vào hôm thứ Tư. Bài báo kêu gọi Bảo tàng Anh trả lại miễn phí tất cả các di vật văn hóa Trung Quốc. Bài xã luận đề cập đến việc anh trong nhiều năm qua đã từ chối trả lại hiện vật cho các nước khác và cáo buộc bảo tàng có thái độ phản kháng, kéo dài và chiếu lệ. Bảo tàng Anh lưu giữ bộ sưu tập di vật Trung Quốc lớn nhất ở phương Tây, có ít nhất 23.000 di vật, từ những bức tranh từ thời nhà đường cho đến những chiếc bình bằng đồng có niên đại xa xưa của nền văn minh Trung Quốc. Thật khó để tìm ra chính xác làm thế nào mà Trung Quốc lại đánh mất chúng vào tay bảo tàng Anh, nhưng hầu hết các bộ sưu tập của Trung Quốc chắc chắn đã bị Anh cướp bóc hoặc đánh cắp trong các cuộc khủng hoảng của Trung Quốc. Tờ báo cho biết, bảo tàng hiện đang tổ chức một cuộc triển lãm mùa hè mang tên Thế kỷ ẩn dấu của Trung Quốc, nêu bật một thời kỳ của triều đại nhà Thanh. Kính thưa quý vị, chương trình tiêu điểm nóng tối nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa của chúng tôi. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.